Xin chào các bạn, hôm nay trên bàn của mình là cái hộp kính của Ray-Ban các bạn ha. Thì mình hôm nay có về một cái kính Ray-Ban thì mình muốn gửi tới các bạn. Đó, đây, bên ngoài này là cái mã của nó là ORB3583N. Ở đây có cái 58 và 45, dòng Uniset các bạn ha, dòng kính mát Uniset. Đó, được làm ở Ý các bạn ha. Đây là cái mã vạch của nó. Ray-Ban mặc dù thương hiệu nổi tiếng nhưng mà cái hộp cho rất là bình thường các bạn, không có gì đặc sắc cả. Đó, thì bên trong của nó chỉ có một cái hộp kính Ray-Ban vậy thôi các bạn. Đây là hộp kính màu nâu các bạn ha. Đó, mình sẽ quay một vòng cho bạn coi. Đây. Đây. Rồi, phía bên trong của nó, đây là khăn lau của Ray-Ban chính hãng ha. Một cái cuốn sách hướng dẫn của Ray-Ban. Thì thật ra cái sách này chẳng bao giờ có người đọc đâu các bạn, tại vì kính mà. Rồi, và đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc kính Ray-Ban màu đỏ các bạn ha. Cái này dòng Uniset, nam nữ xài đều được hết các bạn. Đó, thì mình sẽ quay vòng cho các bạn coi. Đấy, kiểu này là kiểu vuông bo các bạn ha. Những cái kính thì thật ra đeo không bao giờ lỗi thời đâu các bạn, nó cứ lặp đi lặp lại thôi. Các bạn thấy bao nhiêu năm thì kính cũng chỉ có kiểu Ray-Ban rọt nước, rồi cái kiểu vuông, rồi cái kiểu bo bo tròn này vậy thôi, chứ nó chẳng có gì hết á. Đó, cùng lắm là đổi cái chất liệu làm cái tròng kính rồi các bạn. Nhưng còn cái thiết kế của nó, kính thì thật sự là nó không có gì mới mẻ hết. Vòng các bạn ha. Đây các bạn có thể thấy ha, chữ Ray-Ban Made in Italy các bạn ha. Đó, đây là kiểu tràn viền các bạn nhé. Đó, kiểu tràn viền ha, đây là kiểu chen thời thượng. Còn bên này, đó, bên này là các thông số của nó các bạn. Đây, đúng rồi, 3538N các bạn ha. Mã 001/75 58 16 145 2N, đó là các số mà mình đọc được ở đây. Ở đây, ở đây có khắc chữ Ray-Ban này các bạn ha. Đó, nói chung là các chi tiết này rất là nhỏ mà cái camera điện thoại nó rất hay bị mất nét, các bạn thông cảm giúp mình. Đó, có chữ Ray-Ban các bạn ha. À, đây là cái khăn của Ray-Ban các bạn ha. Mình sẽ mở ra thử. Rất là mịn mượt các bạn ha. Đây, có in chữ Ray-Ban luôn. Nhưng mà thật ra mấy cái khăn này các bạn thì Trung Quốc đã sản xuất được rồi, khá là giống cái chất liệu này thôi. Đó, đó, Ray-Ban. Rồi, tiếp tục các bạn ha. Nào, các bạn có thể thấy ha, rất là đẹp, đeo vào rất là thời trang các bạn, rất là non. Cái này là màu đỏ nữa, nó cũng mới lạ ha. Thì cái tròng kính của nó thì nó rơi vào khoảng là 58 các bạn, đúng như nhà sản xuất nói ha, tức là chiều dài từ đây qua đây là 58. Cái càng kính của nó là 135 các bạn ha, tức là 13.5 cm. Và cái chiều dài của hai cái này, của cái đây, đây, nó rơi vào khoảng 18 các bạn. Đó, thì đây là kích thước của nó các bạn ha. Rất là đẹp, nhưng mà không hiểu sao mình ở đây mình đo nó là 13.5, đúng rồi các bạn, 13.5. Đó, 13.5 là cái càng kính các bạn ha. Đó, khoảng cách giữa hai kính này là khoảng 18 các bạn, nên số mũi các bạn là đeo đều đẹp hết. Với lại kiểu này rất là dễ đeo, nó không quá to,
như kiểu là kính giọt nước đó. Được mạ PVD nha các bạn ha. Con đĩa đây ha, con đĩa rất là mềm đó, đeo rất là thời trang thời thượng các bạn. Kính của Ray-Ban rồi. Rồi thì bên mình chuyên về đồng hồ, nước hoa, mỹ phẩm, nhưng mà lâu lâu mình cũng có thể nhập về một số cái kính hàng hiệu như vậy, thì mình có đăng ở trên Zalo của mình, nên bạn nào có nhu cầu mua có thể add số Zalo của mình hoặc là subscribe kênh của mình để mình tiếp tục gửi đến các bạn những cái sản phẩm như vậy, để các bạn có những cái nhìn khái quát đầu tiên về chúng trước khi mua. Và mình xin kết thúc video tại đây. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tạm biệt.